Đức Thắng có câu hỏi là em có chim thi thoảng ho cái, em dùng sản phẩm thanh lọc phổi xanh năng lượng xanh theo vài bạn cảm thấy không khả thi lắm, giờ làm sao để khắc phục anh nhỉ? Để chia sẻ với bạn luôn là con chim mà thi thoảng ho một cái nhiều khi nó không phải là do bị ho, mà có thể là nó do sặc cảm hoặc là do nó sặc nước, hoặc cũng có thể là do nó gặp nó ăn trúng cái thứ gì nó hơi nước, nó sặc lên mặt ấy, có thể là nó ho anh em nha. Nên là mình phải nghiên cứu rõ trường hợp nào là con chim mình bị ho. Trường hợp con chim ho là nó sẽ phát ra tiếng tích 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 liên tục 3 lần. Liên tục 3 lần có nghĩa là tích 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 xong tích tích xong tiếp tục tích tích tích, thì lúc đó là con chim mình đang có dấu hiệu về gặp ho, gặp vấn đề về sức khỏe. Mà nó đang ăn uống cái gì mà nó quay ra đứng một chỗ nó sặc tích tích tích, nó vẫy mặt như này thôi là chưa chắc đã phải là ho. Và chưa phải nó là con chim nó bị viêm hô hấp tuyến trên, nó đang bị gặp vật cản ở trong khoang mũi, hoặc ăn nó gặp vật quản cản ở trong này, nó ăn nó tẩy nó tạo ra tiếng hơi thở, nó sặc ra để làm sao cho con chim nó không còn dính cái vật cản trong mũi nữa. Em đang tắm con chim ho phát, đúng rồi em ơi, có thể là trường hợp không phải trường hợp nào cũng phải là do ho đâu nhá, nên là anh em nên cân nhắc trước khi mua thuốc cho con chim mình sử dụng, tránh trường hợp phí tiền và lãng phí tiền anh em. Đấy, còn nếu mà nên là bạn nào mà có trường hợp bị ho mà ho nặng mà chữa không khỏi, ngày nào cũng ho, thì có thể là nhắn tin riêng hoặc là alo nhắn tin riêng cho kỹ thuật anh Phạm Vinh, bên bộ phận chăm sóc khách hàng công ty mình, thì không có thời gian để nhận chim chữa cho anh em ạ. Đó, thực sự anh em là chim nhà mình, là không gian nhà mình đang dành cho đàn chim thi nhà mình để chuẩn bị đi thi những cái giải lớn ấy, nên mình cũng không có thời gian để nhận chim về chăm cho các anh em được, mình có thể hướng dẫn cho anh em thôi. Còn đâu mà con chim nào, tất nhiên khi mà là gặp vấn đề thì anh em hiểu ra vấn đề, biết nguyên nhân và xong chúng ta điều trị con chim từ từ, nó sẽ là giải quyết vấn đề của anh em nhé. Năm màu cắn đuôi là sao idol? Năm màu cắn đuôi là do nóng quá anh em, do nóng quá, nóng có thể do nhiều thứ, thức ăn nóng hoặc là cách chăm của anh em nó nóng nhiều đạm, hoặc là cũng có thể là do anh em nuôi ở một không gian làm con chim nó khó chịu, bực tức. Anh em nhiều khi đơn giản như này thôi, mình nói đơn giản đấy, đang chim ở nhà đang yên đang lành, lôi ra nhau kè đấu với nhau, kè nhau mới kè nhau được 10-15 phút, đang đoạn nó thích đánh nhau, lôi nó vào mẹ chả tức trong người, nóng trong người, người mình mà nó đang đi ghè đánh nhau thằng nào mà nó mà chưa kịp đang chuẩn bị đánh nhau rồi nó lôi mình về đến nhà chả tức, đúng không? Phải cho nó, nên là không nên trường hợp mà kè chim ở nhà nhiều anh em nhé. Bánh mì mình không ăn cám tăng lực đâu nhá, mình ăn cám tự làm anh em nhé. Ngày xưa mình cũng đã từng sử dụng cám tăng lực của anh em bộ ba, và mình cũng sử dụng rất nhiều hãng cám nào cũng rất là ok anh em ạ. Căn bản là do chim anh em hợp với cám nào thôi, chứ còn cám người ta đã làm ra rồi, ra thị trường tất nhiên người ta phải sử dụng xong người ta bán ra thị trường nhá. Lồng mới bánh mì mua ở đâu vậy anh? Cái lồng mới mình đặt của bạn Long Hậu nhá. Em chào anh Phá Phá. Chim vừa đầu xong quay ra gãi rỉa, xong lại quay lại chơi bình thường là bị sao em ơi? Anh ơi, chim mà bị gãi rỉa ấy mà quay ra chơi bình thường, thứ nhất này, cái chân lông của cộng lông của chim đấy hôm đấy nó có vấn đề. Bộ lông anh em nuôi cái cộng lông đấy nó chưa được đạt, nên là tại sao bộ lông rất nuôi một bộ lông rất quan trọng trong vấn đề chơi chim. Một bộ lông anh em nuôi kỹ lưỡng thì rất là đạt hiệu quả cao, mà anh em nuôi bộ lông mà không kỹ, nó chỉ cần 1-2 cộng lông mà nó gặp vấn đề thôi, thì lúc đi thi nó hay gãi rỉa, hoặc là trong thời gian nó thi nó xô sát hoặc mồ hôi mồ kê, hoặc là cộng lông nó có bị lệch lên thì nó sửa là chuyện bình thường, cái đó gọi là sửa lông chứ không phải là xỉa lông. Sửa lông còn xỉa lông là do trọng tài gọi anh em, trọng tài gọi là đó là lỗi xỉa lông, còn con chim mình nó sửa lông này lại để nó chơi tiếp thì gọi là sửa lông nhá. Em chào anh Cường Linh nhá, anh chào em Cường Ken. Anh ơi, chim họ hết ho rồi, giờ hết ho rồi, hót không lên giọng thì chữa sao anh? Em ơi, con chim nó bị đờm nhiều như vậy ấy. Con chim em bị đờm như vậy thì em cũng chữa từ từ. Em cho nó sử dụng các cái sản phẩm mà nó tiêu đờm, ăn cam, ăn quýt đồ nhiều vào, các sản phẩm các cái loại trái cây ấy, anh em sử dụng thêm.
Ok anh em. Có má trắng chưa em? Chưa anh ơi, chắc khoảng tháng, tháng rưỡi nữa có anh ạ. Ok em Cường Keng á, bình tĩnh em ơi. Chim cò cứ phải bình tĩnh. Thứ nhất anh em nha, mùa này mình chia sẻ anh em, mùa này là mùa nóng. Con chim rất dễ bị sốc thời tiết. Sốc thời tiết thì con chim rất dễ bị ho là một này. Con chim rất dễ bị rụng lông. Sốc thời tiết con chim bị rụng lông anh em nha, nên nhớ nha. Chứ không phải là do nó báo lông hay là báo gì đâu anh em nha. Sốc thời tiết con chim rất dễ bị rụng lông. Nên anh em là sử dụng chăm chim là anh em phải để ý. Chăm trái cây mùa này tốt tốt lên một tí, để con chim ở nơi khu vực thoáng mát để tắm chim xong đừng có phơi nắng. Mùa này là tắm chim xong đừng phơi nắng. Tắm chim xong để khu nào mà nó ít gió, để trong nhà cũng được, để trong phòng được, mở thoáng nó lồng ra để nó làm lông. Đừng phơi ra nắng nha anh em nha. Chim hay quẹt cầu chữa như thế nào? Chim hay quẹt cầu thứ nhất là anh em có thể sử dụng các sản phẩm bên mình nhá, sản phẩm tâm khí thanh anh em nha, chuyên đặc trị bệnh quẹt cầu sổ mũi này anh em này. Vậy nếu mà muốn kết hợp thêm các bộ combo để điều trị triệt để hơn, anh em có thể sử dụng super thanh lọc. Anh em cho chim uống trước 5 ngày xong bắt đầu anh em cho uống tâm khí thanh. Tâm khí thanh em uống 5 ngày nha. Anh em uống tâm khí thanh thêm 5 ngày nữa thì anh em tiếp tục cho dùng các sản phẩm như là năng lượng xanh hoặc là đường đua xanh để hỗ trợ cho con chim đạt kết quả cao hơn. Nhưng mà nếu đối với là những con chim quẹt cầu ấy thì mình khuyên anh em nên sử dụng đối là đường đua xanh thì nó sẽ nhanh hơn nhé, để con chim quay trở lại đường đua sớm nhất, bởi vì thời điểm này đang là thời điểm lửa, đang là mùa anh em chơi, nên là anh em nên sử dụng đường đua xanh thì sẽ ok hơn. Ví dụ như là 2 tuần nữa anh em thi thì anh em dùng cho mình 5 ngày thanh lọc này, 5 ngày tâm khí thanh và 4 ngày đường đua xanh là kịp để con chim đi thi luôn anh em nha. Mỗi người cho em Lâm thêm một cái chia sẻ anh em ơi. Cảm ơn em Huyền nhiều nhá. Đợi nhờ anh Hải Miền Trung đặt ít về thả vì. Ok anh Đức Công Tử nhá. Em có một con chim phân ướt ăn hoa quả thì phân ok, chính xác. Bây giờ mình chia sẻ anh em vấn đề này thì nói thực sự anh em là cũng nói ra có thể là đụng chạm, nhưng mà nói thực sự anh em chơi cái gì phải nhìn rõ vấn đề anh em. Chứ còn để mà nói đụng chạm thì nó khó. Bây giờ có những trường hợp như này anh em nha. Ba lọ này anh em có thể đặt trên TikTok hoặc là trên các cái cửa hàng đại lý, trị giá khoảng 270.000 anh em. Trường hợp anh em phải hiểu rõ này. Con chim bị phân nát có phải là do đường ruột con chim bị phân nát hay không? Do hệ cơ chế của con chim nó bị phân nát hay không? Hay là do vấn đề thứ ba gây nên? Anh em phải hiểu, nếu con chim ăn trái cây mà phân nó khuôn mà nó ít bốn nước thì con chim đó nó đang gặp vấn đề về rối loạn tiêu hóa. Mà ăn cám thì nó bị phân nát thì con chim nó có thể là cám đó có thể là không phù hợp với nó. Nó phải uống nhiều nước để làm tan hạt cám ra. Nó phải uống nhiều nước để làm tan hạt cám ra anh em. Tan cám ra là uống nhiều nước tan cám ra, đồng nghĩa đi phân nát là chuyện bình thường, vấn đề đâu. Đúng không? Đấy. Còn nếu đâu mà có những con chim mà nhu đường ruột nó khỏe ấy. Có nghĩa là nhu đường ruột giống kiểu cái dạ dày mình nó tiết ra chất enzyme ấy. Con chim mà nhu đường ruột nó khỏe, nó tiết được chất dịch của nó tốt ấy. Thì khi hạt cám nó xuống, nó dùng cái chất dịch đó, nó làm nở hạt cám ra. Nó tiêu hóa hạt cám xuống, nó đẩy ra phân nó đẹp. Có nghĩa là những con chim nó nhu đường ruột nó đang rất là tốt. Còn những con chim mà nhu ruột nó đã kém rồi, nó ăn trái cây ấy, thì nó đâu phải tiết dịch ra gì đâu mà làm tan trái cây anh em. Đúng không? Con chim ăn trái cây đâu phải tiết cái gì ra đâu mà để mà làm tan trái cây. Nó khi đi xuống, nó chỉ cần tiết một lượng dịch rất là nhẹ nhàng và tiêu hóa xong đẩy ra cục phân trái cây rất là đẹp. Mà ăn hạt cám đẩy ra hạt cám, ăn hạt cám thì đẩy ra cục phân rất là ướt. Đó là nhu đường ruột con chim nó đang rất là kém. Nó không tiêu hóa được, nó phải uống nước vào để làm nở hạt cám ra, nó tan hạt cám ra thì bắt đầu nó tiêu hóa xong nó đẩy ra phát là toàn nước không là nước. Đúng không anh em? Đây là mình nói đơn giản để anh em rất là hiểu, gọi là hình dung anh em nghe là hiểu và ví dụ đơn giản anh em sẽ hiểu được. Đó tại sao con chim anh em bị phân nát. Anh em nào thấy đúng cho mình số 1 lên trên màn hình đấy, xong mình tiếp tục mình hỗ trợ cho anh em cách để hỗ trợ con chim tăng hệ nhu đường ruột lên. Anh em nào thấy đúng anh em chấm màn hình cái cho mình một số 1 thôi. Tiếp tục chia sẻ cho anh em. Đúng rồi, gì nữa anh em? Bây giờ đơn giản thôi, tại sao ăn trái cây thì không nát mà cứ ăn cám là nát? À.
ăn cám là uống nước vào con chim nó không tiêu hóa được thì phải uống nhiều nước thì làm tan hạt cám là cái bắt đầu là nó nước nước nhiều hơn cám để đẩy ra cục phân nó phải nát nghè chứ làm sao. Dạ dày thì nó lọc thức ăn, dạ dày đường ruột nó lọc thức ăn, nhưng thận thì nó lọc nước. Uống nước nhiều nó phải đi đái nhiều là chuyện bình thường đúng không anh em? Đúng không? Đây là nên là mình nói anh em tại sao vấn đề con chim uống nước nhiều và đi phân nát. Đấy anh em nha. Còn trường hợp nào nên dùng thuốc nào và nên chữa như thế nào, anh em hiểu nhá. Và chữa theo cách nào để làm sao con chim hiệu quả nhất. Đúng không anh em? Đây đơn giản là mình ví dụ và dùng bằng chuyên môn thực tế và cách mình chăm chim để mình cảm nhận được thôi. Đấy. Nên là cái nhu đường ruột của con chim cái này cũng không phải là do cám, cũng cho anh em đổi cám nhiều lần quá là cái thứ nhất này. Gọi là con chim ấy mà bắt nó ở trong một không gian nhỏ, ít bay chạy nhảy thì nó không tiêu hóa hết và không hấp thụ được hết năng lượng. Tại sao anh em mình nói câu này anh em dễ hiểu này, tại sao con chim phân nát ấy mà khi đi thi xong hoặc là đi dợt chim ấy thì cục phân nó rất khuôn, đúng không anh em? Khi đi thi cục phân nó lại rất khuôn mà ở nhà thì phân nó nát. À anh em hiểu lý do chưa? Bởi vì khi đi thi con chim nó ăn và nó uống nước vào, nó hấp thụ được. À, nó tiêu hóa được, nó vận động được, nó sản sinh ra năng lượng được và nó hấp thụ cái chất trong cám nó tốt hơn, hoặc là chất trong các đồ ăn anh em tốt hơn thì là sao, thì con chim nó ra được cục phân khuôn. Tại sao ở nhà nuôi phân nát? Thứ nhất là nó ít hoạt động, cái thứ hai là nhu đường ruột của nó kém, hệ tiêu hóa nó có sự thay đổi. Cái dịch ruột của nhu đường ruột rất quan trọng đối với con chim nhu đường ruột khỏe thì nó sẽ rất khỏe, con chim nhu đường ruột kém. Nói thực sự anh em, chăm con chim nó bập bõm, làm gì con chim nào nó ổn định được, đúng không anh em? Còn nếu mà không để ý, anh em mà không để ý những trường hợp này, anh em không để ý nhá, anh em không để ý thì chắc chắn sau này hệ lụy của nó rất lớn anh em nha. Đây mình tiếp tục mình hướng dẫn anh em cách để em điều trị những con chim bị như vậy. Anh em mỗi người nào ở trong đây thấy hay cho em Lâm xin một cái chia sẻ đi, xin cái chia sẻ. Hôm nay mình chia sẻ cách anh em sử dụng và chăm chiến binh như thế nào để những con chim bị nhu đường ruột kém mà nó quay trở lại khỏe lại. Cái này nó cần quá trình thời gian đấy, mình sẽ chia sẻ thực tế rõ ràng, bởi vì nó thẳng anh em coi mình ngày trước phân cũng nát bét, đít thì bạc nhật, người thì kém, thể trạng thì yếu. Ok bạn Trợ Hiệp nhá, anh em mỗi người cho cái chia sẻ đi để chia sẻ đến anh em nhà mình để anh em mình hiểu. Không cần inbox riêng, hôm nay em sẽ chia sẻ tất cả các loại bệnh thường gặp trên chim chào mào luôn, để anh em hiểu rõ cách chăm và cách nuôi con chim và cách nhận biết bệnh như thế nào để anh em điều trị con chim cho nó hợp lý nhất và hiệu quả nhất. Mình cũng không phải là nghệ nhân chơi lâu năm gì đâu, nhưng mà mình chơi khẳng định anh em là mình cũng là người chơi được khá lâu rồi, cũng 6-7 năm, không được thành công như bao người thôi. Nói chung mình cũng không được thành công như nhiều người, nhưng mà nói thực sự anh em là mình chơi bằng cái đam mê nên mình tìm hiểu rất là kỹ, tỉ mỉ. Nhưng còn đối với bây giờ mình quay lại vấn đề đường ruột nha anh em. Trong con chim có 3 vấn đề đường ruột để khi cần tác động của con người vào này. Những vấn đề nào không cần tác động và những vấn đề nào cần tác động sâu và những vấn đề nào cần tác động đơn giản là có thể là quay con chim trở lại hiện trạng ban đầu nhanh nhất có thể. Nên là bây giờ anh em phải để ý này, đối với những con chim ở thể trạng khỏe mình không nói, đối với những con chim thể trạng yếu, đối với những con chim thể trạng khỏe vẫn ăn cám, vẫn đi thi bình thường, vẫn chơi bình thường, tại sao phân nó nát? Là có thể là nó vẫn có thể nhu đường ruột nó khi tiết dịch ra nó vẫn hấp thụ được 60-70% chất dinh dưỡng ở trong cám, trái cây, mồi tươi, vân vân, ABC. Đấy. Đối với những con chim mà ăn, đây mình nói trước, mình nói để anh em hiểu rõ này, anh em nhận biết cách con chim anh em đang bị bệnh gì và bị bệnh ở đường chỗ nào và cần điều trị ra sao để chuẩn đoán bệnh cho đúng này. Chuẩn đoán đúng thì điều trị mới đúng được anh em nha. Chuẩn đoán đúng điều trị mới đúng được, chứ còn chuẩn đoán không đúng điều trị sai tách.
bây giờ ông đã đường ruột đâu phải là một lý do mà bị đường ruột đâu anh em. Con người vậy còn bị đau dạ dày, còn đủ các loại bị dạ dày, bị sờ chết cũng đau dạ dày, ăn uống không hợp lý cũng đau dạ dày, hoặc là ăn chúng cái đồ tầm bậy tầm bạ cũng đau dạ dày, hoặc là viêm loét dạ dày, uống bia rượu nhiều nó cũng đau dạ dày, đúng không em? Nên là phải biết con chim mình bị bệnh gì và như nào. Đối với con chim nhá, ăn cào cào phân đẹp, ăn trái cây phân đẹp, nhưng mà cứ ăn cám là uống nước nhiều, và ăn cám là phân nát. Anh em, con chim này mình nói rõ anh em luôn, con chim này nó bị nhu đường ruột của nó bị kém, hệ tiết dịch đường ruột nó không có, có nghĩa là giống như miệng mình này, khi mình nói chuyện ấy nó tiết ra nước miếng, nó làm bôi trơn được cái khoang họng mình nói chuyện nó rõ hơn. Nhưng khi cái hệ đường, nhưng mà cái miệng mình nó bị kém rồi, cũng giống cái đường ruột của con chim ấy nó bị kém đi rồi, cái hệ tiết dịch của nó kém, cái hệ tiết dịch của đường ruột ngày trước nó có thể bơm ra được một cm nước, bây giờ nó kém rồi, nó chỉ bơm ra 0,2 cm nước thôi, ví dụ như vậy. Thì khi mà ăn hạt cám mà nó khô thì nó phải uống nước nhiều thì mới làm hạt cám nó tan ra, hạt cám tan ra thì nó đẩy ra ngoài là vừa nước vừa cám be bét tè le hết. Nên tại sao mà cứ ăn trái cây là không bị mà ăn đấy bị, thì con chim, đối với con chim này thì những con chim này đang bị suy yếu hệ nhu đường ruột. Anh em là hiểu rõ nhu đường ruột đấy, giống như là cái dạ dày nó tiết ra chất enzyme ấy để làm tiêu hóa các thức ăn ấy. Là bây giờ cái dạ dày con chim nó không còn cái chất enzyme nó tiết là không được nhiều nữa. Đấy, nó tiết là không được nhiều cái chất enzyme nữa. Các bạn cục cám nó khô, nó cứng quá, hoặc là nó cần hấp, nó hút nhiều nước quá thì con chim nó phải uống nước nhiều để làm tan hạt cám ra, tiêu hóa. Khi tiêu hóa nó đẩy ra ngoài thì nước nhiều hơn cám thì nó be bét ra là chuyện bình thường, mà uống nước nhiều hàng ngày, đúng không anh em? Uống nước nhiều hàng ngày. Đây anh em nào có thể ghi màn hình lại, anh em ở nhà anh em nghe lại anh em hiểu. Với trường hợp này thì anh em sử dụng sản phẩm gì và bị gì? Với sản phẩm này chưa chắc anh em đã sử dụng sản phẩm, không phải sử dụng sản phẩm đặc trị đường ruột đâu anh em nha. Đối với những con chim như vậy, anh em sử dụng cho mình cái sản phẩm Men Plus của bên mình nha. Men đa tử bờ Plus này, điều trị mà để tăng được cái chất dịch nó lên ấy, tăng được cái chất dịch nhu đường ruột lên, nó cần phải thời gian rất là dài anh em nha. Nhu đường ruột để mà tăng cái chất dịch lên thì cần thời gian rất rất dài đấy, chứ không phải là tự nhiên cái dạ dày mà ông đưa vô phát 3 ngày thuốc cái tự nhiên đang dịch này ngày nó tiết ra, có 0,1 ml dịch, ông uống thuốc gì thuốc tiên mà tiêm phát mẹ nó thoát trong ngày cả tràn nước dịch rồi nó tiêu hóa được cám, làm gì có thuốc nào như vậy, đúng không anh em? Không có thuốc nào cả, kể cả chuyên gia nghiên cứu chỉ có nước bơm trực tiếp, cầm kim tiêm bơm thẳng vào trong dạ dày, nó trong bơm lưu ruột vào cho tiêu hóa cám thì nó nhanh thôi anh em. Đối với con chim như vậy là nó, anh em phải hiểu này, nó bị thời gian khá lâu rồi, nhất là trong những thời điểm mà nó nắng nóng này nữa thì con chim nó uống vào nó khô khan, còn uống thêm nhiều nữa nó tăng lên nhiều thứ. Đối với những con chim bị nhu đường ruột tiết dịch kém như vậy rồi, anh em sử dụng cho mình cái Men Plus này, anh em sử dụng cho mình nè 3 giọt với đầy một cống nước, sử dụng buổi sáng sớm để con chim ở chỗ mát, anh em nhớ là chỗ mát, không phơi không phóng gì hết, để chỗ mát cho mình, cho chim ăn uống bình thường, trái cây tất cả mọi thứ bình thường, vẫn cám bã bình thường. Tầm này là tầm đừng có thay đổi bất cứ cái gì của nó hết, đừng có đổi cám đổi cá gì hết, cho nó ăn uống bình thường. Đổi cám là làm rối loạn tiêu hóa tiếp, lần nữa là càng khó chữa nữa. Vẫn cho ăn uống bình thường, anh em cho mình 3 giọt Men Plus này với đầy một cống nước, anh em cho mình uống từ 7 giờ sáng cho đến 3 giờ chiều, tránh trường hợp đưa cái men này ra tiếp xúc với ánh nắng trực tiếp, nó sẽ gây, nó anh em không biết cách sử dụng thì nó lại làm tác hại luôn. Bỏ men buông đem nó nắng phơi mẹ men nó chết hết bà mất, xong cho chim uống thì uống toàn cái thứ thì đang là chất, đang là cái để mình chữa bệnh thành cái mình đi giết con chim luôn. Men nó rất kỵ ánh sáng, và ánh sáng trực tiếp mà nhất đặc biệt là trời nắng như này. Đấy, anh em cho con chim ra một cái không gian lồng rộng hơn 60 để con chim nó bay nhảy, nó tiêu hóa được, nó sản sinh ra năng lượng. Thì khi mỗi lần con chim nó bay nhảy, tiêu hóa, nó sản sinh ra năng lượng thì nó tiêu hóa các cái thức ăn nó hàng ngày nó sẽ tốt hơn. Đấy, nó sẽ tiêu hóa các thức ăn nó hàng ngày tốt hơn. Anh em mình dùng cho mình trong vòng 10 ngày thấy cục phân bắt đầu nó có tiến triển, nó bắt đầu nó đẹp lên dần dần, có nghĩa là lúc đó hệ nhu đường ruột con chim bắt đầu tiết ra được dịch nhiều hơn, tốt hơn,
đấy anh em nhé, nhiều hơn tốt hơn thì khi đó phân sẽ bắt đầu có hiện tượng khuôn hơn, đẹp hơn, đường ruột khỏe hơn. Con chim ăn uống nhiều hơn, ăn uống nhiều hơn thì phải cho ra lồng lực để nó bay nhảy nhiều hơn đấy. Nó bay nhảy nhiều hơn thì làm con chim nó giống những người ăn vào phải sản sinh ra. Bây giờ ví dụ như Lâm, em Lâm đi, em Lâm bây giờ em Lâm làm công việc văn phòng, em Lâm ngày ăn 2 chén cơm thôi là vừa đủ. Bây giờ em Lâm làm việc văn phòng mà bắt em Lâm ăn ngày 5 chén cơm là em Lâm béo phì. Nhưng em Lâm đi tập thể hình, ngày nào tập thể hình ăn 5 chén cơm một bữa, mẹ cơ bắp thì nó to ra, người khỏe ra, tiêu hóa tốt hơn, ăn uống ngon miệng hơn, đúng không anh em? Nên khi dùng các sản phẩm cũng phải kết hợp với là tay chăm của anh em nữa. Đấy, anh em cho sử dụng Men Plus này nuôi ra cho mình cái lồng lực 60, treo vào chỗ mát, mở 2 hoặc 3 mặt ra để con chim bay nhảy vận động. Khi ăn uống xong nó bay nhảy vận động như này tiêu hóa tốt hơn. Có nghĩa là con chim cũng như con người vậy. Thuốc này ví dụ như là nó là một cái sản phẩm người yêu của mình đi, quan trọng mình phải thích nữa, và mình thích người ta khi mình chấp nhận sống chung với người ta rồi thì nó mới có hiệu quả. Nên là mình bảo anh em đối với những con chim bị phân nát, uống nó nhiều mà không có cái màu trắng gì ở trên ấy. Anh em để ý này. Cách nhận biết anh em nha. Con chim uống nước nhiều, ăn đầu tiên bằng mắt mình nhìn thấy này, ăn trái cây thì phân khuôn, ăn cào cào thì phân khuôn, cứ ăn cám là uống nhiều phân nát, là con chim này bị nhu đường ruột anh em nha, bị mất giảm hệ tiết dịch nhu đường ruột. Thì sản phẩm, lúc này anh em cần sử dụng sản phẩm gì? Sản phẩm Men Plus. Đấy, anh em cho chim uống 10 đến 15 ngày để làm sao để cái men nó tái tạo lại cái hệ thành ruột, nó bổ sung thêm các cái chất hỗ trợ anh em nha. Ôi ông này ông bà ông bỏ kính ra, mình đeo kính cho nó ấy anh em nha. Đây mình chia sẻ anh em luôn là làm sao cho nó uống trong thời gian dài. Thuốc không có thuốc, chỉ có trừ thuốc kháng sinh thôi thì nó tác động thì nó mới nhanh. Còn những cái sản phẩm men này nó chỉ là sản phẩm hỗ trợ anh em, hỗ trợ thì nó cần thời gian, cần hàng ngày, cần liên tục để đưa cái men bào tử Plus này vào trong cái dịch dạ dày, nó thay thế cái chất enzyme hàng ngày của nó, đưa các vi khuẩn có lợi vào, nó tăng hệ tiết dịch của con chim lên. Tăng hệ tiết dịch thì khi cái dịch ruột nó cao lên, nó tiết ra được cái chất giống như là chất enzyme của mình ấy, nó tiêu hóa được hạt cám tốt hơn, nó tiêu hóa được làm hạt cám nở ra và nó hấp thụ được cái chất dinh dưỡng ở trong hạt cám nó tối ưu nhất có thể, thì lúc đó hệ ruột con chim khỏe lên. Để một con chim mà nó khi mà bị bệnh uống rất nhiều mà trong vòng thời gian khoảng 1 năm rồi thì phải sử dụng một con chim mới ít nhất là một lọ này. Còn con chim mà mới bị khoảng độ tầm ít nhất trong vòng 2 tháng trở về thì có thể là một con chim mới nửa lọ này, nhưng mà từ 2 tháng hoặc 1 tháng trở ra, từ 2 tháng trở ra rồi ít nhất một con chim với một lọ này và nuôi kết hợp trong lồng lực trong thời gian dài, bổ sung thêm con chim hệ nhu ruột tốt hơn. Nhưng mà để nhận biết con chim nhu ruột kém như vậy mà nó không kèm bị bệnh, có nghĩa là đôi khi có những con chim vừa bị bệnh rối loạn tiêu hóa, giảm hệ tiết dịch đường ruột mà còn có cả các cái vi khuẩn gây bệnh làm cho con chim bị bệnh đường ruột nữa, là trường hợp mà bệnh này ấy, anh em lý do và nguyên nhân tại sao con chim bị bệnh này này, anh em mải mê công việc, anh em cho con chim ăn cái cám nó bị thời tiết nồm mùa, anh em để cám lâu ngày quá con chim cái cám nó bị gặp vấn đề, nó nói chung nó bị mốc đi, hoặc nó bị mốc con chim ăn vào nó cũng bị đấy. Hoặc là khi mà phân con chim hết sạch cám, anh em không để ý, không cho chim ăn gì hết sạch cám, con chim xuống phía dưới lồng ăn lại phân của nó, hoặc ăn các cái đồ mà vơi vã bị mốc mác lâu ngày ăn lại là con chim đấy nó bị đấy. Hoặc là các cái dòng cám mà có thể không phù hợp với nó là nó bị, cái lúc đó rồi em nói anh em là anh em chuẩn đoán bệnh mà không đúng ấy, mà mua thuốc cũng không đúng ấy, mà cách điều trị cũng không đúng ấy, thì anh em đừng bảo trách tại sao ông này bán thuốc thế này, ông này bán thuốc kia. Tất cả mọi người bán thuốc hoặc bán các cám bã hoặc bán tất cả mọi thứ trên này, họ người ta đều nghiên cứu kỹ, người ta bán cho anh em, không riêng gì tôi, đúng không anh em? Không riêng gì em hết đấy, ai cũng người ta nghiên cứu kỹ và người ta thử nghiệm kỹ rồi người ta mới bán cho anh em, chứ không thì đem ra ngoài mở cả công ty to đùng ra mấy tỷ bạc đi bán lọ thuốc lãi được có 11.000 lọ, bao giờ cho bù lại anh em? Mình tính kế hoạch thời gian dài, đúng không anh em? Đấy, cho nên là mình chia sẻ anh em cách nhận biết bệnh và chữa bệnh làm sao cho hiệu quả nhất. Đối với con chim như vậy, anh em
nhìn cái phân của nó sẽ không có một tí nào màu trắng, hoặc là rất ít cái màu trắng, cái mảng trắng. Cái mảng trắng của nó, mỗi nếu mà nó ra mảng trắng thì nó ra cục to bằng đúng đầu ngón tay như này. Đấy, là con chim đó nó bị giảm hệ tiết dịch nhu ruột và rối loạn hệ tiêu hóa. Anh em sử dụng cho mình cái men của lớp này 85.000, anh em lên TikTok đặt hoặc là lên các cửa hàng đại lý xung quanh anh em đặt, để mà hệ đường ruột nó con chim khỏe hơn. Đấy, anh em sau khi sử dụng sản phẩm này một thời gian khoảng độ tầm đối với con chim bị khoảng 1 đến 2 tháng trở về, anh em sử dụng liên tục trong vòng 15 đến 20 ngày, là ngày nào cũng dùng, nhưng chỉ dùng cho mình từ đúng 7 giờ sáng đến 3 giờ chiều. Không mang chim ra hoặc không mang cái cống nước này lôi ra ngoài ánh sáng để nó chiếu vào, chết hết các con men bao tử này. Cái men này rất kỵ ánh sáng nắng trực tiếp. Và đặc biệt là anh em nên nuôi con chim ở chỗ mát hoặc thả vào lồng lực cho con chim nó nuôi anh em nha, để con chim nó ok, nó sảng khoái hơn, nó tiêu hóa tốt hơn. Đấy, còn đây là đối với con chim phân nạc này, mình chia sẻ anh em từng loại bệnh một và nguyên nhân tại sao con chim bị bệnh, để anh em hiểu rõ, anh em chữa như nào, cách dùng như nào. Nhớ nha anh em nhá, 7 giờ sáng 3 giờ chiều, đối với con chim bị 1-2 năm trở ra liên tục rồi ấy, uống nước nhiều ngày náo uống nước nhiều ấy, thì phải dùng một con mới hết một lọ. Cái này là sản phẩm bổ sung thôi, chứ nó không phải là sản phẩm đặc trị không chứa kháng sinh, nên anh em không lọ dùng thường xuyên được nha anh em. Đấy, đó là đối với anh em phân nát đây, chỉ cần một lọ 85.000 mà uống nước nhiều. Trên mặt phân ấy, trên cái mặt phân của con chim ấy, nó không chứa cái chấm lấm đấm lốm đốm màu trắng, lốm đốm màu trắng nha, là anh em phải dùng cái này. Khi nào phân khuôn lại đẹp và chứa nhiều lốm đốm màu trắng, có nghĩa lúc đó dịch ruột, cái dịch ruột là cái màu trắng này, cái dịch ruột là cái màu trắng 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 đấy. Con chim nhà màu tiết ra cái dịch ruột là cái dịch màu trắng 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 đấy. Lọ này là tên là Men Plus nha anh em, Men Plus, anh em dùng cái lọ này cho mình. Đấy, sau khi dùng khoảng thấy khi phân khuôn ổn định, tất cả mọi thứ con chim khỏe mạnh hết rồi, thì anh em dừng một tháng, anh em bổ sung cho mình khoảng một tháng ấy, trung bình đối với con chim khỏe mạnh nhá, không bị bệnh gì hết, nhưng mà một tháng mình vẫn phải hỗ trợ con chim khoảng 2-3 lần. Đấy, tại sao nó hỗ trợ nhá, đấy là anh em nào mà đang bị bệnh và từ thì anh em mỗi lần người cho em Lâm một cái chia sẻ, để chia sẻ lan tỏa đến tất cả mọi người về cách điều trị và hỗ trợ cho anh em. Đấy là anh em mình chia sẻ bằng một cái thật lòng thật tình, không mang tính chất gì hết, đó là mình nói chia sẻ anh em thế. Anh em mỗi người có chia sẻ, mỗi người cho em Lâm thì cái chia sẻ lên các hội nhóm, các trang cá nhân, để hôm nay cho nó đông người lên, mình hỗ trợ cho anh em được cái gì hay cái đó, chia sẻ anh em về kinh nghiệm cái gì hay cái đó anh em nha. Rồi ok, tiếp tục tại sao em Lâm sản xuất ra một cái sản phẩm mang tính chất là đường ruột, một sản phẩm nữa đặc trị đường ruột nha anh em. Đây mình nói từ ruột xong đến phổi, xong đến khoang trên, xong bắt đầu đến các bệnh khác nha anh em. Nói từ trọng tâm nói ra chứ không nói từ ngoài nói vào lan man lê miên. Bởi vì nó thực sự anh em mình cũng rất ít thời gian để mà lên chia sẻ và lên hỗ trợ cho anh em nhà mình. Mà mỗi lần lên làm sao nó mang tính chất giá trị thực tế, mang tính chất giá trị anh em nghe, hiểu và làm được và cảm thấy tốt nha anh em. Còn đối với những con chim nào bị đường ruột theo dạng nào, con chim uống nước nhiều, phân nát mà hạ cám, lòng cám đấy, thích hợp rồi, thì một hôm thì nó nát, còn hôm thì nó khuôn, xong có hôm thì trên mặt lồng ấy nó rất nhiều cái lốm đốm trắng, giống như cái bút tẩy của mình ấy, chấm trắng mà chỉ có chấm trắng thôi, không có phân, là con chim này đang bị nhiễm khuẩn đường ruột hoặc là viêm ruột. Thì khi đó anh em mới sử dụng sản phẩm, đến sản phẩm đặc trị đường ruột của mình là sản phẩm Man Tràng Niên. Hoặc đôi khi cái bệnh mà đôi khi con chim nó trong người nó vừa rối loạn tiêu hóa mà vừa bệnh phân nát, nên tại sao mới sử dụng hai sản phẩm này. Nhưng mình phân tích cho anh em rõ ràng hai quan điểm để anh em hiểu rõ này. Khi anh Lâm ơi, em mua thuốc của anh về em trị không khỏi, bởi vì tại sao em trị không khỏi? Con chim em bị giảm hệ tiết dịch nhu đường ruột thì cái đặc trị này nó không hỗ trợ cho được cái nhu đường ruột của anh em nhá, cái đường ruột của mình này. Đối với được bệnh đường ruột bên mình, những con chim mà hôm lỏng, hôm nát, phân có mùi hôi, tanh, có vừa có cả phân màu xanh, lâu lâu có xuất hiện phân màu xanh, lâu lâu xuất hiện phân màu đen, lâu lâu con chim bỏ cám, ít ăn cám, ăn trái cây nhiều, ít ăn cám, thì anh em sử dụng sản phẩm này anh em nha, sản phẩm Mãn Tràng Niên. Đấy, anh em sử dụng như nào, cái này mình khẳng định đảm bảo anh em 100% khỏi, 100% khỏi. Phân
khỏi là còn 100% khỏi là đối với những con như bệnh như nào bị viêm ruột, viêm đường ruột nhiễm khuẩn đường ruột là anh em sử dụng cho mình này. 3 giọt uống từ 7 giờ sáng đến 3 giờ chiều. Uống trong vòng đối với con nhẹ uống 5 ngày, đối với con nặng uống 7 ngày cho mình. Đấy. Sau khi uống anh em ngưng thuốc khoảng 3 ngày anh em bổ sung cho mình thêm cái năng lượng xăng ngày con chim nó đạt khỏe hơn. Hoặc đối với những con chim mà dùng nhiều loại thuốc rồi chưa bao giờ khỏi. Dùng nhiều thuốc rồi, dùng ABC trên đời dưới đất rồi, dùng rất nhiều rồi. Đấy, anh em ABC, em chào anh Xanh nhé. Dùng ABC rồi thì mà vẫn không khỏi, bởi vì anh em dùng kháng sinh nhiều thì anh em phải sử dụng trước cho mình cái sản phẩm súc cơ thanh lọc này để đào thải kháng sinh ra trong người trước, dùng 5 ngày đào thải kháng sinh ra trước thì cái gan cái lợi mật nó khỏe rồi, khi uống cái thuốc này vào nó sẽ làm sao, nó đưa con chim sẽ hấp thụ thuốc tốt hơn, ăn uống tốt hơn, nó khỏe hơn thì kháng sinh vào con chim nó không bị mệt anh em nha. Thì anh em sử dụng cái sản phẩm này, nhẹ thì 5 ngày, nặng 7 ngày. Đó là đối với những con chim mà hôm thì phân lỏng, hôm phân nặng, phân có nhiều màu xanh, có nhiều đốm đốm màu trắng nhưng mà không có phân ở trong, nó chỉ có đốm đốm màu trắng thôi. Ăn cám ít, ăn trái cây nhiều. Đấy anh em nha. Đó là anh em sử dụng cho mình cái sản phẩm mãn tràng điên này cho mình. Nhẹ 5 ngày, nặng 7 ngày. Đấy, đó là nói xong về vụ đường ruột. Anh em nha, tại sao bị đường ruột, con chim nhiễm khuẩn đường ruột. Viêm ruột. À hoặc là chứa các vi khuẩn như E. coli, Salmonella. Còn tiếp theo là mình đến với câu hỏi của bạn hồi nãy, bạn nói về ho. Bây giờ đến lên đến phổi đi. Ok anh Hana Ba Móng Cái nha. Hello cả nhà. Bây giờ mình nhắc lại cho bạn Mạnh Táo một lần nữa, tại sao để mình biết con chim bị tại sao mình nhận biết con chim trường hợp nào là bị mất hệ nhu đường ruột và trường hợp nào là bị viêm ruột. Mất hệ nhu đường ruột đầu tiên nhìn ở trên cái phân của nó ấy. Cái một buổi một ngày nó từ sáng đến chiều nó ăn ấy thì nó không có cái chấm màu trắng, ít, rất ít cái miếng màu trắng giống kiểu cái bút tẩy mình chấm vào nó màu trắng ấy. Cái chấm màu trắng đó là cái dịch ruột ấy anh em nhá, phải có cái dịch ruột đó, cái dịch màu trắng đó. Tại sao thấy con chim non cái đường ruột nó khỏe không? Ỉa đó cục to đùng, cái cục màu trắng to đùng ấy. Cái màu trắng đó là cái dịch ruột anh em nha. Nó giống như một chất enzyme ấy ở trong cơ thể được con người mình có ấy. Nó làm tan hạt cám ra, nó vò hạt cám, nó vò tan, nó hấp thụ được xong bắt đầu ra ngoài thì từ cái chuyển cái chất lỏng của nó màu trong suốt chuyển sang màu trắng, đó là cái chất dịch đường ruột. Lý do tại sao con chim mà những con chim mà nó uống nước nhiều phân nát thì như lại nó lại không có chấm màu trắng nó, bởi vì tại vì nó giảm mất hệ tiết dịch đường ruột anh em nha. Đối với con phân đẹp, phân thì nó nát nhưng mà nó nhiều chấm trắng, phân nát nhưng nhiều chấm trắng có nghĩa là nhu đường ruột nó vẫn còn khỏe thì anh em nhận biết như vậy nhá. Anh cứ nôm na uống nước nhiều đơn giản thôi, dịch ruột nó không có, nhu đường ruột kém, phải uống nước nhiều làm tan hạt cám ra chứ lấy gì ấy. Ông nào ăn lương khô hạt cám khác gì cục lương khô, ông nào ăn lương khô mà không uống nước không, ông nào ăn lương khô mà không uống nước không, mà uống nước ăn bánh mì không uống nước chịu nổi không, đấy là vừa ăn mà còn phải uống nước. Đây là khi mà dịch ruột nó không tiết ra được, nó không tiêu hóa được, phải uống nước vào để làm tan cục lương khô tan ra. Thì uống nước nhiều thì đồng nghĩa với đi đái nhiều, con chim thì không đái được thì nó phải đi ỉa chung với là ấy luôn thì nó nát thôi, đó là chuyện bình thường, nó nôm na dễ hiểu. Đó là lý do tại sao. Còn những con chim mà để mà bị phân nát thôi thì phân nó rất là hôi, sáng ra thì hôm thì có phân màu đen, hôm thì có phân màu xanh, xong rồi cái chấm trắng nó rất là nhiều nhưng mà lại không có phân ở trong cái chấm trắng đó, là con chim nó bị nhiễm khuẩn đường ruột. Anh em sử dụng cái mãn tràng niên. Ok anh em, chào, cảm ơn anh em đang nghe. Tiếp theo là đến bệnh ho nha anh em. Lý do tại sao nguyên nhân bị ho và ho chữa trị như nào cho đúng cách và thời điểm con chim đang ho, con chim nó chia làm nhiều giai đoạn để nó ho. Con chim ho do đờm mất giọng, con chim ho do bình thường chỉ ho thôi, hoặc là con chim trúng gió hoặc trái gió trở trời, thời tiết thay đổi con chim ho, hoặc thời tiết nó thay đổi, hoặc con chim nó tắm nó xuống nước xong lên nó ho, hoặc là như nào bị ho và như nào không bị ho để anh em tránh mất tiền. Có nghĩa là có những trường hợp anh em cần mua thuốc và có những trường hợp anh em không cần phải mua thuốc.
đó là do anh em cảm giác lo thôi. Còn đâu anh em chơi chim, anh em bảo chơi chim tốn tiền, đi chơi mà không tốn tiền thì ông ở nhà. Nói luôn rõ nét một câu như thế cho nó vuông, đi chơi mà không tốn tiền ông bảo tôi vẽ trò này trò kia ra để bán hàng cho các ông hay là thế này kia. Rõ ràng anh em đúng, cảm ơn anh em, mình vẽ trò ra mình thấy không ai làm thì mình làm, mình làm mình bán, mình kiếm tiền nuôi vợ nuôi con, nuôi anh em nhân viên công ty, tạo được công việc cho nhà máy công nhân, tạo được công việc cho anh em nhân viên công ty, họ làm họ kiếm tiền họ sống, kiếm thêm được thu nhập về cho vợ con mình nuôi con nữa, đặc biệt nữa là mình lại còn hỗ trợ cho anh em được nữa thì nó là tuyệt vời chứ sao không tuyệt vời anh em, đúng không anh em? Đây các anh em hãng cám, người ta làm cám ra người bán cũng vừa tạo được công việc cho nhiều người, họ làm tiêu thụ được các cái nguồn ngũ cốc, tiêu thụ được các cái nguồn này nguồn kia, ABC máy móc điện điếc nó ăn theo hết mà anh em, nhiều cái nhiều ngành ăn theo lắm chứ đâu có đơn giản anh em. Khi anh làm được một cái gì đó mà liên quan đến có công nhân có nghĩa là anh tạo được công việc cho con người, anh tạo được thêm nhiều thứ và anh có trách nhiệm với cuộc sống hơn, anh có trách nhiệm gia đình hơn, anh trách nhiệm với những món hàng của anh đang làm hơn, đúng không em? Chờ tí điện thoại hết pin nhắn tin kế toán cầm qua cái ổ sạc. Ok anh em, tiếp tục đến với sản phẩm ho nha anh em. Ho nha, ho cách dùng ra sao, cách điều trị ra sao mình sẽ hướng dẫn từng cái một. Có anh hỗ trợ ví dụ là đáng là top 20 có xe rồi nhưng con chim mình toàn bị hạ con 21, có sản phẩm nó rướn lên một tí để vào con 20 lấy xe gọi là rướn lên một tí. Anh em nha. Ok, ngày hôm nay mình sẽ nói hết, chia sẻ hết toàn bộ cho anh em, mổ xẻ hết những cái gì anh em cần, anh em không hỏi mình một lần nào nữa. Anh em sẽ mình sẽ hỏi hết. Đây là chị cắm cái ổ sạc. Chi gì đây? Anh em chờ mình tí nha, điện thoại hết pin. Còn nữa à? Không, bà đây là chú xuất. Chú xuất ạ, chị hỏi anh Hòa Anh chưa? Chị bán. Cái này tổng số lượng như này đúng không? Là ra được chừng này tiền đúng không? Ừ. Nhưng mà chị có khớp chưa? Khớp kho chưa? Khớp rồi chị ạ. Ok nha. Còn nữa thôi à? Ok, có một cái hôm mở đồ này, một cái 20 lọ em để trên tin quang một lọ này. Từ cái này tí em xem lại. Em đang livestream xong rồi. Ok anh em mỗi người cho em Lâm cái chia sẻ. Hello bạn Tịnh Tâm nha. Mỗi anh em vào cho em Lâm xin cái chia sẻ đây. Em Lâm hôm nay mổ xẻ hết toàn bộ các vấn đề anh em. Hello anh Long mặt sắt, em vừa bị hôm qua đi thi xong cãi nhau trọng tài đấm vào phát thâm mắt anh. Đeo cả kính cho nó tươi. Em đeo quả kính và tự tin xem được, nhiều người ta không biết là mình đang đọc bình luận của người ta, mình xem này cho nó ok anh em. Ok anh em, tiếp tục, vừa rồi là dạ dày rồi đúng không anh em, vừa rồi bệnh đường ruột. Còn anh em nào thắc mắc nữa không, còn anh em nào thắc mắc bệnh đường ruột thì nói luôn một câu để mình dùng luôn trên này, ok luôn anh em nhé. Anh em phải dùng thử trải nghiệm chứ đừng thấy ai nói mà trên này trên nọ, mình dùng thử sản phẩm anh Lâm mới thấy công dụng thực sự anh em ạ. Mình không phải quảng bá sản phẩm hay gì bên anh Lâm, nhưng mình cũng là một người anh em đam mê cũng như anh em thôi, anh em dùng thử biết. Cảm ơn anh rất là nhiều, rất là cảm ơn anh. Anh em thấy mình trên mạng xã hội mình chưa giờ mình chụp hình mà đây tôi chữa được ca này, tôi chữa ca kia, tôi anh em để ý chưa bao giờ mình chụp hình lên mình đăng những cái Lâm ơi sản phẩm này ok quá đó. Thực sự anh em mình con người cũng rất là thực dụng, giống như anh em, cái gì không tốt mình bảo không tốt, cái gì tốt bảo là không tốt, rõ ràng quan điểm
chứ không có đi chọc máy ông A, B, C gì. Ông nào tôi cũng chơi được hết, ông nào tôi cũng đã từng sử dụng sản phẩm qua ông ấy, cám bã ông nào tôi cũng đã từng dùng qua hết, và tôi chưa có câu nào tôi đi tôi lên mạng tôi lên này nọ lên cái trái. Mình đàn ông và đàn bà thôi anh em, cái gì không biết mình hỏi hỏi, chưa biết cái gì nó ấy thì mình phải cũng phải tìm hiểu cho rõ ràng, đúng không anh em? Tìm hiểu rõ rồi thì khi mà tìm hiểu xong ok rồi bắt đầu mới ra được vấn đề. Ok anh em, đối với những con chim bị bệnh ho nha anh em, ho lâu lâu mà nó nghe thấy nó ăn trái cây nó ho tiếng, lâu lâu thấy nó uống nước nó ho phát, lâu lâu mà cứ bình thường thì không ho nhưng hôm nào cứ cho ăn cào cào là ho. Ừ đấy, thì những con chim này nó bị sặc, không phải là bệnh ho, nên anh em không phải mất tiền mua thuốc đối với những con chim như vậy. Lâu lâu uống nước ho tiếng, ừ, không ăn cào cào thì không ho, mà ăn cào cào vào là ho. Ừ, hoặc là đối với những con chim mà nó quay vào uống nước thì nó ho, còn lâu lâu nó uống nước phát nó ăn cám xong quay ra ăn 40-50 hạt xong qua uống miếng nước nó ho, thì những con chim đó không phải mất tiền nhá. Nói trước anh em, những con chim mà không mất tiền này, không phải mất tiền để mua thuốc này, ăn trái cây mà ho mới ho, còn không ăn trái cây, ăn trái cây mà còn chứa nước ấy nó quay ra tích một phát sạc xong tích một phát ấy. Đó là nó chỉ là sạc thôi, không phải là ho. Những con chim này không phải mua thuốc, không phải mất tiền. À, còn những con chim ăn cám xong quay qua uống nước sạc phát tích. Con chim này nếu mà chỉ ăn cám xong uống nước nó mới ho, còn bình thường nó không ho, không phải mất tiền. Đấy, có nghĩa là mình nhìn thấy nó uống nước rồi nó mới ho, chứ còn bình thường nó không uống nước nó không ho đâu, không phải mất tiền. Nó cúi cái mỏ nó xuống sâu quá thì nước nó dính trên cái khoang mũi này nó thì nó ho là chuyện bình thường, nó ăn nó ấy nhiều quá nó ho là chuyện bình thường nha anh em. Ok anh em, vừa sạc vừa ấy để cái chuôi nó cao chênh lên là nó rất là dễ bị đổ điện thoại. Rồi tiếp theo, những con chim mà nó ăn xong nó đạp cái mặt như này, đạp cái mặt xuống như là đạp cái này nữa, có nghĩa là nó gặp vật cản ở trong này nó phải đạp, có nghĩa là con chim khó chịu ở đâu thì nó đụng vào chỗ đó, còn nếu nó không khó chịu nó không bao giờ đụng. Anh em phải hiểu nhá, giống con người ngứa thì mới gãi, chứ còn không ngứa chả thằng nào điên đi ra đi gãi đâu anh em, ngứa mới gãi anh em. Thì anh em nhớ là sao, những con chim đó là không phải mất tiền, anh em đừng lo lắng quá anh em nha, không lo lắng quá mức, tránh trường hợp mất tiền anh em. Nhưng những con chim này anh em bắt buộc phải mất tiền này. Bắt buộc những con chim này phải mất tiền. Nếu bảo là ông nào mà dùng thuốc dân gian thì hoặc là ấy, nó chỉ điều trị khi con chim ở giai đoạn nó nhẹ hoặc nó mới chớm bệnh thì có thể là điều trị được, nó khỏi. Chứ đừng có nói bảo mua cái này mua cái nọ mua cái chai rồi rắc khắt lá này lá nọ cái chai mà khỏi được, triệt để không có đâu anh em. Đó là kinh nghiệm anh em, kinh nghiệm dân gian. Nó chỉ là hỗ trợ được cái giai đoạn đầu đang còn nhẹ thôi, chứ còn đang nặng rồi. Ông tôi nói ông mà bị ung thư rồi mà ông bảo ông đi hái lá cây ông uống là hết bệnh ung thư thì tôi chặt cái đầu ông ấy luôn, chứ đừng nói chặt đầu tôi đi. Đấy, ông ấy phát ngôn là phát ngôn tầm bậy anh em nha. Nên là mình không có tính chất đụng chạm bất cứ ai cả, rõ ràng quan điểm chia sẻ thẳng thắn. Bây giờ không có cái lá cây nào anh em đi lấy lá cây nào về xong anh em ấy mà chim khỏi đâu anh em, không có. Nói thẳng ra bệnh khi đã nặng rồi là cần phải đến thuốc kháng sinh, chỉ có kháng sinh thì nó mới triệt để được trong cơ thể thôi. Còn những sản phẩm mà dân gian nó rất là tốt, và khi con chim đã bệnh nhẹ anh em xử lý ngay bằng cách dân gian thì sẽ không phải sử dụng đến kháng sinh. Đấy, rất rõ ràng quan điểm anh em, nên là cái nói đi thì cũng phải nói lại, cách chăm hàng ngày của anh em mới là cái quan trọng nhất. Đối với con chim bị bệnh ho nặng anh em thì mình phải xử lý ra sao và xử lý như nào. Những con bị mãn tính luôn, đây là mình nói góc độ mãn tính, ho mãn tính nha. Ho ngày nào cũng ho đầm đìa, ho sặc sịa, ho chữa tháng này rồi năm sau vẫn còn ho, tháng sau vẫn ho, tháng nào cũng ho, có nghĩa là ho bất chấp mọi thời đại, ho tắt tiếng, ho không còn tiếng nào nữa anh em nha. Đây là mình nói bệnh ho nha, để anh em mình tự tin mà dùng cách mình chữa cho anh em, mình hỗ trợ anh em này. Đối với các bệnh ho, ho đủ các loại kiểu anh em, ho nó do nhiều nguyên nhân. Ho có thể do dị vật nó vướng ở thành họng, giống kiểu các cái chân con cào cào ấy thì ăn vào nó làm xước,
nó làm xước cái ăn vào nó làm xước mất cái cuống họng này, nó xước nó tổn thương cái vòng cuống họng này này, mà nó thành để lâu nó gây viêm, viêm thì nó sẽ bị ho hoặc hai, hoặc là có thể là do anh em con chim nó bị thay đổi thời tiết, con chim bị bệnh ốm trong ở trong sau sau trong này, có nghĩa là con chim bị ốm ở trong thì cái ho nó là cái phản ứng tự nhiên của cơ thể, nó báo hiệu cho với là cơ thể con người, cho cơ thể của con chim nó biết à nó đang bị bệnh ho, hoặc là người nuôi nó là ho ra thành tiếng là nó báo hiệu là con chim đang gặp vấn đề. Thì khi gặp vấn đề thì anh em phải sửa chữa, anh em phải chữa để hỗ trợ cho con chim. Anh em trước tiên để mà hỗ trợ cho con chim bị bệnh ho anh em nha, đầu tiên xác định là anh em đã dùng thuốc gì hay chưa. Nếu chưa dùng một loại thuốc gì thì nó sẽ đơn giản, bởi vì chưa dùng kháng sinh nó chưa bị lờn cái gì cả. Chưa dùng kháng sinh nó chưa bị lờn bất cứ một thứ gì trên đời cả. Thì khi kháng sinh mới vào nó nhập cuộc và làm việc rất là tốt. Còn con chim ấy, khi mà nó đã sử dụng qua hết dòng thuốc này kháng sinh nọ rồi, nó sẽ có phần nào nó bị chai lần kháng sinh và nó sẽ khó chữa hơn. Đây là mình để nói hai vấn đề nha anh em, nói cái nào đó là rõ ràng thẳng nét để sau này anh em hỏi, đừng không hỏi mình nhiều lần và cũng không hỏi mình lý do tại sao mà mình trả lời như thế. Anh em mình bổ sẻ rõ ràng, bởi vì qua cuộc hội điện thoại, qua thời gian nói như này nó sẽ nói được nhiều hơn là qua tin nhắn. Đối với những con chim mà chưa sử dụng kháng sinh bao giờ ấy, thì anh em có thể sử dụng trực tiếp cho mình cái super phổi xanh này bên mình. Anh em 3 giọt cho chim uống, hòa 3 giọt với đầy một cống nước cho chim uống. Cái sản phẩm này có vị nhạy hơi đắng, nếu mà làm nó ngọt đi thì nó sẽ mất tác dụng. Nó nhưng mà mình có làm nó độ ngọt nhưng mà nó ở mức vừa phải để nó không làm mất tác dụng của thuốc. Nó vừa có độ nhạy ở mức vừa phải. Nhưng anh em khi sử dụng thuốc sản phẩm này đối với con ho mãn tính, ho nặng, hoặc ho mà anh em muốn nhanh khỏi, trước khi sử dụng anh em cắt hết trái cây, cắt hết mồi cho mình, chỉ ăn cám thôi. Anh em pha cho mình 3 giọt với đầy một cống nước. 3 giọt anh em là 3 giọt với đầy một cống nước 30ml ấy. Anh em căn cho mình 30ml, 3 giọt đầy một cống nước, sóc lên. Chỉ cho chim ăn xả, ăn mỗi cám thôi. Thì khi ăn cám thì con chim phải uống nước. Đây là mình gọi nó, nói chuỗi luôn là phải ép nó uống. Trẻ em nó còn sợ đắng, con người mình nó còn sợ đắng, con người mình uống thuốc mà đắng còn sợ, hoặc là con người mình thấy thuốc thôi nó không thấy đắng. Rõ ràng viên thuốc nó được bác sĩ người ta bọc lại như này rồi nó có đắng đâu anh em. Bỏ miệng uống thuốc phát là uống luôn mà có đắng đâu, đúng không anh em? Bỏ viên thuốc như này, bỏ miệng đắng, mình còn sợ uống, đừng nói là bất cứ thứ gì. Con người không phải nói con chim, con nào nó cũng là con hết anh em nha. Nghe thuốc là sợ. Yeah. Nên là anh em cố gắng chăm chim tốt hơn, cho chăm chim cho khỏe lên, sử dụng các sản phẩm hỗ trợ chức năng, tăng cường sức khỏe hàng ngày lên, con chim đỡ phải bị uống thuốc. Đấy, đây mình nói không phải khuyên để anh em để bán được lọ thuốc anh em nhá, nhưng mình khuyên anh em sử dụng các sản phẩm như năng lượng xanh này, super thanh lọc đường đuôi xanh này. Thi thoảng anh em trong nhà lúc nào nên có 1-2-3 lọ. Đấy, bổ sung chưa bệnh cũng là đã bổ sung rồi, tăng cường đề kháng lên. Những cái này là mình khuyên anh em nên mua, và nên mua để trong nhà để hỗ trợ con chim mình nó khỏe. Còn đâu là những cái sản phẩm như thế này, những sản phẩm thuốc này thì nói thực sự anh em mình cũng gọi là không ai mong muốn để phải uống thuốc cả. Lúc nào mình cũng trong giai đoạn là muốn cơ thể cho chim khỏe, nhưng khi mà đã bệnh rồi bắt buộc phải mua để làm sao trị cho bệnh. Thì ông đừng nói chuyện tài, ông bảo là chim tôi bệnh ngày mai tôi ra tôi lên, chim tôi bệnh nặng, ho nặng, ngày mai tôi ra, ông gọi điện qua đây tôi mách cho ông cái cách này, ông ra ông lấy cái lá này phát nặng mấy cũng hết. Tầm bệnh không mấy ông chỉ tào lao, đúng không anh em? Làm gì nặng mà con người anh em nói anh em bị ung thư, anh em ra lấy cái lá gì anh em khỏi không? Ung thư mà lấy cái lá gì mà khỏi thì nó không có những tỷ phú anh em, những mẹ những loại tỷ phú ấy. Những tỷ phú nó có chứa cả hàng ngàn tỷ rồi, nhưng mà khi đã mẹ cái bệnh, những cái bệnh nặng ấy nó không khác gì giống kiểu trọng tài đọc lỗi hạ trực tiếp, chuyến này mà không ché, cái này mà không ché thì phải ra đi, một con chim nó yếu rồi, nó cứ quẹt mỏ rồi, nó giúp mình rồi thì bảo nó ché cái khó lắm. Đó là phép màu tự nhiên, mà phép màu tự nhiên không diễn ra trong đời thực nhiều.
tất nhiên có diễn ra, luôn 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 có sự may mắn và diễn ra đối với những con người có tâm, những người đam mê và những người thật thà. Phép màu tự nhiên nó sẽ không diễn ra đối với những người mà nó không có tâm. Mình khẳng định với anh em vậy. Người mà đi chùa tiền nhiều được phước báu người ta nhiều ấy, thì người ta đổi cái phước báu người ta lấy sự sống, cái đó là nó cũng có anh em nha. Nên là chia sẻ anh em là cái bình thường, cái gì cái anh em nên chăm chim kỹ lưỡng khỏe, làm sao đảm bảo sức khỏe con chim hàng ngày. Đấy, con chim vào đây nó bảo luôn là đấy, thầy nói đúng quá, thầy Lâm nói đúng quá, đúng không anh em? Chim vào thầy Lâm nói đúng đấy, cảm ơn con, ok yên tâm. Nên là đối với con chim bị lành ho, anh em sử dụng 3 giọt cái đầy một cống nước anh em nha, uống cho mình từ 7 giờ sáng cho đến 3 giờ chiều thay nước, hoặc là đối với kháng sinh anh em nên sử dụng đến 2 giờ chiều thôi, 2 giờ chiều hoặc 1 giờ chiều để nó lâu trong nước nó sẽ mất tác dụng. Anh em mình 3 giọt với là đầy một cống nước, anh em luồng cho mình từ 7 giờ sáng đến 3 giờ chiều, anh em có những con chim bị mất giọng, những con chim bị ho khan tiếng thì anh em sử dụng từ 7 ngày. Đối với con chim bị ho nhẹ, anh em ho nhẹ lâu lâu, ho mức độ trung bình anh em sử dụng 5 ngày là con chim đã khỏi rồi. Sau khi sử dụng thì anh em ngưng cái thuốc ho này khoảng 3 ngày thì hoặc 2 ngày thì anh em có thể bổ sung thêm cho mình thêm các sản phẩm năng lượng xanh như này để nó bồi bổ lại sức khỏe cho chim, đưa chú chim quay trở lại thể trạng ngay từ ban đầu tốt nhất có thể anh em nha. Đấy. Tiếp theo em nói đến anh em qua bệnh ho, đúng không anh em? Qua bệnh ho đến bệnh quẹt cầu sổ mũi, qua bệnh ho đến bệnh quẹt cầu sổ mũi. Bệnh quẹt cầu sổ mũi, lý do tại sao con chim quẹt cầu sổ mũi? Lý do đây mình nói lý do anh em, mình nói tại sao lý do chim quẹt cầu sổ mũi để anh em hiểu rõ tại sao chim lại quẹt cầu sổ mũi nha. Anh em chia sẻ cho mình đi, mình khẳng định với anh em mình là người chân thật, mình nói thật, mình làm những điều thật thì anh em sẽ có những rất là nhiều cái bất ngờ tại sao con chim bệnh ho. Tại sao con chim bệnh ho luôn anh em nha. Tại sao con chim bị bệnh quẹt cầu sổ mũi? Đây mình nói ngày xưa mình cũng như anh em thôi, tưởng nó chim quẹt cầu sổ mũi là do lý do này lý do kia, nó thực sự anh em là nó rất nhiều nguyên nhân gây ra bệnh quẹt cầu sổ mũi, và có một nguyên nhân triệt, nó có một nguyên nhân cực kỳ quan trọng gây ra bệnh này. Hello anh em cả nhà, mỗi người chia sẻ đi. Anh đeo kính tí cho ấy mà mắt công nhiều người mình cũng lâu lâu xuất hiện tí thôi. Ok anh em, mình giải thích cho anh em lý do tại sao con chim anh em bị bệnh quẹt cầu sổ mũi. Bệnh này là bệnh rất là khó chữa luôn anh em, bởi vì nó là dạng viêm anh em. Nó rất khó chữa bởi vì nó mang tính chất là dạng viêm. Nó viêm quẹt cầu sổ mũi, có những nguyên nhân sau đây gây ra bệnh quẹt cầu sổ mũi. Đầu tiên, có thể con chim bị cảm cúm giống như con người, vừa ho vừa quẹt cầu sổ mũi, đó là do cảm cúm. Đấy, nó vừa ho vừa quẹt cầu sổ mũi thì nước mũi nó chảy ra thì nó phải quẹt đấy. Nó không như con người mà xì ra mà bắt được. Bệnh quẹt cầu sổ mũi nhanh. Đấy, đó là lý do nguyên nhân gây ra bệnh quẹt cầu sổ mũi. Đó, nguyên nhân đầu tiên gây ra bệnh quẹt cầu sổ mũi là do cảm cúm. Nguyên nhân thứ hai và nguyên nhân này là nguyên nhân khó chữa nhất và gặp nhiều nhất trên vấn đề con chim. Gặp rất rất nhiều trên vấn đề chim luôn anh em nha. Con chim là nó có cái mũi cứng ở đây. Ngày xưa mình lúc mà mình làm ra sản phẩm ấy, mình cứ nghĩ là ho là nó đã đi với cả quẹt cầu sổ mũi. Ho bệnh quẹt cầu sổ mũi là do ho, nhưng không phải. Còn bệnh quẹt cầu sổ mũi nó bị viêm hô hấp tuyến trên, nghĩa là từ cổ trở lên này, cổ này, mũi này, tai này, đấy, tai mũi họng này, tuyến trên còn tuyến dưới là phổi không thôi. Phổi nó ho ra điên thôi. Cái bệnh này là lý do gây ra, nguyên nhân gây ra là khi con chim ăn mà quý là nó hạt cám, gặp các cái bụi cám, cái mạt cám, hoặc là do nó hít thở các cái dị vật, các cái vấn đề bên ngoài, và giống như là nó hít các cái bụi bặm ở bên ngoài, nó tập trung một cái ổ trên cái khoang mũi này của nó này, lâu ngày hình thành ra con chim nó không như con người mà nó mắc mũi ra được. Khoảng khi mà nó tắm mà cúi xuống nó sạch sạch này,
thì nó tắm xuống nó sợ nó rút ra được ấy, xong rồi nó nhảy lên cầu nó sặc sặc kiểu là con chim bị ho ấy. Nhiều ông bảo là con chim tắm xong chim em bị ho, không phải đâu, nói luôn anh em không phải đâu. Thay đổi thời tiết con chim ho mới là con chim bị ho mãn tính, chứ không phải khi tắm mà ho, không phải đâu anh em nha. Đó là khi con chim nó tắm xuống nó gặp nhiều các cái bụi bặm khoang bẩn này, trước giờ nó ăn các cái bụi cám nó tích tụ ở trong cái khoang mũi này, để lâu ngày thì nó hình thành nguyên một cái ổ tắc nghẽn trong này. Thì khi con chim tắm nó rũi ở mũi xuống là làm nước nó lòm vào, nó tan cái ấy, nó vảy viết như này, nó vảy viết nó văng ra, nó văng ra, nó kèm thêm cái tiếng nó xì, nó phặc ra, nó vung ra để nó ra được các cái chất bẩn ở trong này ra. Thì nhiều anh không biết, anh bảo là mấy lần con chim anh bị ho. Ho sao anh? Cứ tắm là nó ho bình thường đấy, ho không hiểu sao luôn. Con chim anh đau đầu đến mức đó. Đây là lý do tại sao, nguyên nhân khi có những người chưa đam mê đó và chưa tìm hiểu đó và chưa sâu sát đó thì mới gặp ra vấn đề đó. Cái này là con chim nó vệ sinh khoang mũi nó không chặt, nhưng mà đối với con chim mà nó tắm rửa rồi mà nó xịt ra rồi mà không ra được, để lâu ngày nó kết hợp thêm cả cái nước với cái dịch mũi con chim ấy, nó không ra được, nó tạo thành một cái ổ viêm, nó ổ viêm ở trong khoang mũi này. Sau này con chim nó cứ cà mặt xuống cái cầu này, cái đây ở cầu này, mặt nó cứ cà xuống như này, cà xuống như này, xong cứ quẹt quăng lại cả ngày cả tháng, suốt ngày ăn rồi nhìn vào lồng cứ thấy quẹt cầu như này đâu, ăn vào cứ thấy quẹt cầu như này đâu. Đó là bệnh viêm hô hấp tuyến trên, nó có một cái viêm này, nó lâu ngày nó ăn vào bưng mủ nó chạy xuống họng, bưng mủ nó chạy lên tai, xong con chim lại cứ cà cổ xuống họng đấy, cổ nó cứ cà xuống họng, quẹt cầu xong cổ nó cà xuống họng này, xong nó xù cái mặt lên, nó lấy cái chân nó đạp như này đấy, là con chim bị viêm hô hấp tuyến trên. Đối với những con chim này thì anh em phải xử lý viêm tuyến trên, thì anh em sử dụng cho mình cái sản phẩm Tâm Khí Thanh chuyên đặc trị bệnh quẹt cầu xúc mũi, cũng đang là sản phẩm bán chạy thứ nhì ở công ty mình, sau sản phẩm Super Thanh Lọc, nó là sản phẩm chạy thứ nhì ở công ty mình. Anh em mua rất rất nhiều sản phẩm Super Thanh Lọc này, anh em mua rất nhiều về sản phẩm rất nhiều về sản phẩm Tâm Khí Thanh này. Bởi rất nhiều người bị bệnh quẹt cầu xúc mũi, quẹt cầu sổ mũi mà do cảm cúm ấy thì anh em uống thuốc ho có thể là nó khỏi được, nhưng quẹt cầu sổ mũi mà do viêm ấy thì uống thuốc ho không bao giờ khỏi được. Quẹt cầu sổ mũi do viêm hô hấp tuyến trên này là bệnh thường gặp nhất, gần như là khi mình xét nghiệm và tiểu phẫu cùng với các cái giáo sư tiến sĩ đầu ngành, cái trường hợp này gặp gần như là 80-90%, anh em nha, 80-90%. Ok anh em, cách dùng ra sao, cách dùng điều trị như thế nào, cách dùng anh em cũng giống như tất cả các sản phẩm công ty mình đều một liều dùng và cách dùng rất là giống nhau. Anh em nhỏ cho mình 3 giọt mới đầy một cống nước cho chim uống từ 7 giờ sáng đến 3 giờ chiều anh em nha, nhỏ một giọt với cống nước 7 giờ sáng 3 giờ chiều. Xếp cho em xem phát xếp không, nãy nó có tắm không, xem tắm ác rồi. Ông này sắp thành mông cọc đến nơi. Ok anh em, uống từ 7 giờ sáng cho đến 3 giờ chiều anh em nha. Anh em nhẹ còn thì anh em dùng cho mình 5 ngày, nặng anh em dùng cho mình 7 ngày. Khi nào bệnh nặng rồi thì anh em chúng ta nên dùng để kháng sinh. Còn đâu quan trọng nhất là lúc anh em đã chăm cho thật là khỏe. Đạp mặn nhiều có thể là do nóng, một là do nóng chim nó bị ngứa các cái khoang này, hai là do bệnh quẹt cầu sổ mũi, hai vấn đề thôi. Đấy là ba cái đặc trị bệnh có trên sản phẩm của công ty mình anh em nha. Ba bệnh mà mình đang có sản phẩm đó là, đầu tiên bệnh đường ruột thì có mãn tràng niên, ho có super phổi xanh, và quẹt cầu sổ mũi có Tâm Khí Thanh, anh em có thể ủng hộ cho mình. Khi mà con chim ở phong độ tốt, bệnh tật trong người nó không có, sức khỏe nó ổn định ấy, anh em chăm lửa nó tốt lên một tí ấy, anh em nhìn thấy đi chơi nó ăn uống rất ít, nó ăn mà nó gắp hạt cám chạy ở tốc độ rất là nhanh, như kiểu là ai đang cướp nó, hoặc là con chim nó chơi nó không có hiện tượng rũ mình, con chim nó chơi nó không có hiện tượng là nó A B C xảy ra. Nên là mình chia sẻ với anh em là trước tiên về đặc trị bệnh, tại sao mình khuyến cáo anh em dùng combo để đặt điều trị
con chim tốt hơn. Đối với những con chim mà bị mãn tính thì chia sẻ với anh em nên sử dụng combo. Combo là gì? Thứ nhất anh em sử dụng cái super thanh lọc này, uống vào 5 ngày nó đào thải được bớt cái phần nào ở trong gan thận nó ra. Thì anh em khi sử dụng kháng sinh vào, con chim nó tiếp nhận kháng sinh nó tốt hơn. Sau khi điều trị kháng sinh vào, con chim nó sẽ có ảnh hưởng một phần nào đó đến sức khỏe của nó, và nó điều trị được qua được cái căn bệnh nó rồi. Thì anh em sử dụng cho mình thêm cái sản phẩm đường đua xanh hoặc là năng lượng xanh để bồi bổ thêm các cái siêu vi lượng vitamin, các cái khoáng chất vào trong cơ thể nó, làm con chim ăn uống lại khỏe hơn, bổ sung các cái... Con người ốm mà anh em, ốm còn bệnh còn nằm ăn uống gì cho anh ốm mà. Ốm đau thì ăn uống nó sẽ kém hơn, giảm đi. Thì sau khi điều trị xong cũng phải cho nó thêm chất vào nó khỏe lại, chứ cám bã hàng ngày các thứ thì làm sao vào chất nhanh vào những cái sản phẩm như này được. Những sản phẩm này vào chất nhanh hơn nhé, mình dám khẳng định anh em, vào chất nhanh hơn là các sản phẩm tự nhiên. Nên là khi dùng cái sản phẩm này đưa cho chim quay lại thể trạng ban đầu tốt nhất có thể, ăn uống lại tốt hơn, vitamin nạp vào cái phần còn thiếu tốt hơn, thì con chim nó khỏe khỏe thì nó bắt đầu là nó mới vượt qua được căn bệnh, xong bắt đầu nó quay trở lại thể trạng ban đầu. Đấy, nên là nhiều ông bảo sao dùng thuốc mãn dùng đặc trị đường ruột của ông Lâm mà dùng đường ruột của ông Lâm mà dùng mãi không khỏi thôi, mà đang dùng thì khỏi, dùng khỏi, các ông bắt bệnh không đúng thì là sử dụng thuốc không khỏi, mà điều trị thuốc cũng không đúng cách thì nó không khỏi. Quan trọng nhất là điều trị đúng cách anh em. Rồi tiếp theo đến với những con chim cắn phá lông đuôi, cắn phá hình, phá lông gọi là ABC các loại phá. Ở đây em Lâm không có thuốc điều trị, không có thuốc đặc trị nha, không có thuốc đặc trị cắn đuôi, chỉ có thuốc hỗ trợ anh em ạ. Riêng với bệnh này em Lâm có thuốc hỗ trợ nhưng mà rất là tốt. Cắn đuôi bây giờ nó thành tật rồi, giống như kiểu là con cái thằng đang ngáo đá rồi, nó phải hỗ trợ nó đưa nó về lại cái trạng thái bình thường ban đầu. Nhưng bây giờ thằng ngáo đá có nước bảo công an ra xích cổ lại thì may ra nó mới hết ngáo, thì nó ở trong đó nhưng mà nó vẫn còn ngáo, xích nó lại nó không hại được người khác nhưng nó vẫn còn ngáo rồi. Chứ đừng có nói thuốc gì cũng bảo phát hết ngáo ai không có. Anh em nha, đây là mình chia sẻ anh em đối với bệnh cắn phá lông đuôi, anh em nên nuôi và cách như nào ra sao là hiệu quả nhất và hợp lý nhất. Mình dám khẳng định anh em luôn, con chim đang vuốt đuôi rất là mạnh, ngày nào cũng vuốt đuôi mà anh em nuôi như này là con chim nó sẽ không vuốt, nhưng mà nuôi trong thời gian dài thì con chim sẽ không đuôi, không vuốt đuôi này. Đầu tiên điều chỉnh lại cái chế độ ăn uống của nó, không cho nên các thành phần chứa quá nhiều đạm là cái thứ nhất. Thứ hai anh em chọn dòng cám phù hợp hơn, thích hợp hơn, không nóng với nó. Thứ ba, nó rõ luôn vuốt đuôi là do nóng chứ không phải, và do cách anh em chăm cho ăn uống nhiều là do nóng, do ức chế stress đấy, nó gây nên bệnh vuốt đuôi, cắn phá lông, cắn phá hình, cắn phá bộ. Chứ đừng có bảo là do ông Lâm làm, không có đâu, được đổ tội ông Lâm, tội nghiệp Lâm nha. Đấy, thì anh em như nào, anh em cho ra cho mình một cái lượng lực 80 hoặc 60, ít nhất là 60 nhưng mà tốt nhất là nếu lượng lực 80, anh em lấy khay tắm anh em bỏ nước, ít nước nhiều được, một ít nước ở trong cái lượng lực đó anh em bỏ ra, anh em mở một mặt hàng ngày cho mình, cái hơi mát nó lên, con chim nó thoải mái hơn. Thứ hai anh em sử dụng kết hợp thêm cái sản phẩm super thanh lọc này, anh em tạo cho nó một chủ lông giả. Thuốc làm gì, thuốc mà uống một phát hết ngay anh em, nó giống như mình nói lại câu chuyện ban đầu, nghĩa là để cái thằng đang ngáo đá công an đến làm gì có thuốc gì ném cho nó uống phát hết ngáo đá anh em, công an nó bắt lại nó vẫn ngáo bình thường, và trong thời gian nó ngáo công an nhốt nó vào tù thì nó cũng đập phá đầu óc, nó vẫn suy nghĩ linh ta linh tinh đúng không, thì anh em phải cho nó suy nghĩ làm gì uống thuốc vào. Hay là anh em làm muốn cho mình chùm lông giả như này, cho nó ăn đồ mát, cho nó bình tĩnh lại tí, cho một khay nước ở trong cái lồng ấy, thả ra lồng lực rộng hơn, thoải mái hơn, mở một mặt cho nó, cho uống thêm super thanh lọc này, làm mát cơ thể, đào thải được các cái chất nóng, các chất tồn đọng trong cơ thể ra hàng ngày, để đưa nó về thể trạng tốt nhất, ban đầu khỏe nhất anh em. Thì thời gian như vậy trong 10 ngày, 15, 20 ngày thì dần dần con chim nó ổn định lại rồi, về tinh thần cơ thể nó mát hơn, mọi thứ nó ok hơn thì con chim nó sẽ không cắn đuôi.
Đấy, nó rất đơn giản như thế thôi, không có gì khó khả, nhưng anh em cứ hay làm quan trọng hóa vấn đề lên thôi. Ăn uống họa tại thân, họa tại mồm, họa tại miệng hết anh em nha. Đây là sử dụng đối với các sản phẩm mà hỗ trợ như này thì mình rất khuyên dùng anh em. Đối với là một bộ combo lên lửa phục hồi những con chim mất lửa, phục hồi một những con chim bị mất lửa, không còn gọi là mất khả năng thi đấu trong thời gian dài, mà ăn uống vẫn tốt, phân vẫn đẹp, mọi thứ ok, mà tự nhiên sao mà khó không có. Đây là mình hỗ trợ anh em để combo sử dụng làm sao combo đưa chú chim quay lại thể trạng ban đầu nhanh nhất anh em nha. Đầu tiên đối với những con chim lại anh em dùng nắng, thời tiết này rất là nắng nóng, nắng nóng này anh em sử dụng cho mình cái sản phẩm super thanh lọc này. Cách dùng như sau, anh em nhỏ 3 giọt, đấy là đầy một cống nước, nghĩa là cái cống thủy tinh ấy là 3 ml, anh em nhỏ 3 giọt xóc lên cho chim uống cho mình 7 giờ sáng 3 giờ chiều. Uống cái sản phẩm super thanh lọc này là một sản phẩm rất là tốt, rất là hay, kể cả đối với con chim mà không bị bệnh. Đến đơn giản bánh mì mình đây, ngày hôm qua đi thi mình vẫn phải sử dụng thanh lọc, mình dùng cả trước lẫn sau luôn, dùng trước là để tránh trường hợp nó bị dính các lỗi tử. Nó thân nhiệt nó điều hòa tốt anh em, nó điều hòa cái thân nhiệt của nó tốt thì chơi nó không bị dính các lỗi như là tắc bô, móc bô các thứ ABC, bởi vì thân nhiệt nó khỏe, nó tốt, nó điều hòa được cái thân nhiệt nó trước cái thời tiết nó khắc nghiệt, nó nóng như này. Đúng rồi, sản phẩm này quá 7 tiếng, quá 7 tiếng nó sẽ có mùi hôi anh em nhé. Nhớ anh em, mình dặn anh em, anh em mình cho 7 giờ 3 giọt từ 7 giờ sáng đến 3 giờ chiều thôi là anh em phải thay nước nó đi. Mỗi lần thay nước là anh em phải dọn sạch cái cống của nó đi. Thuốc mà anh em, nó thuốc mà nó dạng thuốc tây mà nó có mùi ấy. Nhất trời nắng như này, mùa nào không biết, đi mùa nắng anh em bỏ thử miếng thịt ra xem, để từ sáng đến tối mà không bỏ tủ lạnh, không bảo quản tủ lạnh xem nó có thiêu, nó có hôi không, cái gì mà chả bị thiêu và hôi anh em. Anh em nhìn vậy chứ tốc độ oxy hóa của không khí nó nhanh lắm, tốc độ oxy hóa của thời tiết, nhiệt độ không khí nó ghê lắm anh em, không đơn giản đâu. Không được pha thuốc chung với nhau anh em, không được pha thuốc chung với nhau. Cái sản phẩm thanh lọc này nó hỗ trợ chim làm mát, vừa đào thải các chất độc có trong gan, trong tỳ, trong thận ra, làm bổ gan lợi mật. Bổ gan lợi mật vào rồi thì gan nó khỏe rồi, nó ăn uống tốt hơn. Sử dụng sản phẩm này con chim ăn uống rất là tốt nha anh em. Sử dụng vào con chim căng lửa ăn uống rất tốt, cực kỳ ăn uống, cực kỳ tốt luôn anh em để ý. Bởi vì gan thận nó khỏe rồi thì nó ăn uống nó khỏe hơn, nó thoải mái hơn, nó ăn uống tốt hơn. Ăn uống tốt hơn rồi thì bắt đầu con chim có cái thể trạng tốt tốt lên rồi, anh em sử dụng tiếp cho mình đến cái sản phẩm năng lượng xanh. Năng lượng xanh này thì nó là dạng vitamin tươi, chứa khoáng chất và các vi lượng vitamin tươi bổ sung con chim những cái chất mà đang còn thiếu. Khi con chim mà nó đủ chất rồi, bắt đầu nó cảm giác nó khỏe khoắn hơn, nó khỏe khoắn hơn, đủ nạp đủ chất. Anh em sử dụng cho mình trong vòng 5 ngày 7 ngày. Khi sử dụng anh em nhớ kết hợp bộ ba này, anh em nhớ kết hợp với lồng lực nha, anh em nhớ kết hợp với lồng lực 60. Anh em bổ sung ăn uống trái cây bình thường, cào cào muối tươi bình thường, nhưng mà uống anh em pha này, cái này cho mình 5 ngày, cái này cho mình năng lượng xanh, anh em tiếp tục cho mình 5 ngày để bổ sung năng lượng, xong tiếp tục anh em dùng mình cái đường đua xanh 5 ngày, có nghĩa là 1 tháng rồi đó, anh em chạy vòng tròn luôn cho mình. Đấy, đối với những em thi chơi cà phê hoặc chơi chim thi hoặc các con chim mất lửa, anh em chạy vòng tròn cho mình 5 ngày đi thi. Cái này 5 ngày xong, cái là 5 ngày xong, 5 ngày cái này đi thi xong lại đi thi về, xong lại tiếp tục quay trở lại cái thanh lọc cho nó mát mẻ cái này. Lại tiếp tục 5 ngày xong, tiếp tục 5 ngày đi thi. 5 ngày đi thi. Cái này nó không chứa chất kích thích, nó không chứa hormone. Nó là sản phẩm bổ sung hỗ trợ. Nó bởi vì anh em nói rõ luôn, con chim ở ngoài đừng nó thiên nhiên nó ăn được đủ nhiều thứ, nó vào lồng nó đâu phải được nhiều thứ như ngoài đường đâu anh em, nên là mình bổ sung cái này hỗ trợ để thể trạng sức khỏe con chim nó tốt hơn. Thanh lọc thuốc đi thi đấu dùng ok nha. Đây anh, mất lửa muốn hồi phục thì dùng cho mình bộ ba này em. Bộ ba combo super thanh lọc, năng lượng xanh và đường đua xanh. Mỗi cái dùng cho mình 3 giọt mới đầy một cống nước, dùng từ 7 giờ sáng cho đến 3 giờ chiều là phải rửa sạch cống đi. Đúng 3 giờ chiều thôi, để đến 5 giờ chiều nó hôi lình này. Nói rõ anh em luôn. Để đến 5 giờ quá 7 tiếng là nó có mùi hôi anh em. Hai cái này là để quá 7 tiếng là nó sẽ có mùi rất là hôi. Đấy anh em nha. Nên là tại sao nhà sản xuất khuyến cáo anh em, người ta chỉ định khuyến cáo anh em rõ ràng chỉ sử dụng trong đúng 7 tiếng thôi. 7 giờ sáng đến 3 giờ chiều là mỗi lần sử dụng xong anh em rửa sạch cống đi.
uống chơi con chim phải sạch sẽ lên sau khi thay thay mình nhá, mình sáng dậy mình chơi con chim nhá. Mỗi lần cho con chim ra tắm thì mình lấy chổi quét lồng sạch sẽ, lấy cồn 90 độ lau lồng sạch sẽ hết từ ăn hết cống kiếp vệ sinh, mỗi lần vệ sinh cống nước mình đun nước sôi 100 độ lên bỏ trong cái chậu ấy, mình đổ nước sôi vào để nó tráng sạch vi khuẩn các thứ lên rồi. Đó là mình chơi chim mình kỹ mức đó rồi. Lồng trại quét liên tục, lấy cái chổi quét quét cọ ấy, quét liên tục anh em nha. Đây anh em dùng cho mình thay phiên nhau 5 ngày 5 ngày 5 ngày, đi thi về xong lại 5 ngày 5 ngày 5 ngày, đi thi về, có nghĩa là một tháng đánh 2 trận thì mỗi là đúng quy trình như này. Đấy là quy trình lên lửa đấy. Ok anh em còn thắc mắc cái gì rõ ràng em ơi, bởi vì nó khác với là tự nhiên thì từ từ nó mới quen em ạ. Từ từ bình tĩnh nó mới quen, chưa quen nó sẽ hơi ấy một tí. Nhưng mà phải tận 3 thứ này. Chị Linh ơi. Sao thanh lọc mà chị đóng thì tận 3 thùng này, có 1.000 lọ đóng một thùng thôi. Nhưng không có thùng to mà nặng lắm. Nặng lắm. Thùng của nó nguyên là 360, bắt buộc phải 3 thùng. Một thùng của nó là 360 lọ. Ừ, thùng nguyên là 360. Ok chị. Nếu hôm nào mà đóng ấy thì mình đóng để tiết kiệm cho các tổng kho hơn. Nhưng mà nặng lắm, nếu mà ấy bê được. Nặng lắm ạ. Ừ, nặng. Thế 3 thùng. Ok cả nhà nhá, anh em còn à. Chị đường luộc rồi, nãy mình cũng có vừa mới vào hỗ trợ anh em về cách chị đường luộc rồi anh em nhá. Từ sau mình có, hôm sau mình lại tư vấn lại lần nữa, chia sẻ anh em. Giờ đến hết giờ, gần hết giờ làm việc, 5:20 rồi, đến giờ mình nghỉ làm việc ở công ty rồi, nên là hẹn anh em ngày hôm tới mình sẽ hỗ trợ anh em tiếp. Ok anh em nha.